Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. David nói thầm nghĩ rằng: chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philistine thì Saul sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận Israel nữa. Như vậy ta sẽ thoát khỏi tay người. Vậy David trỗi dậy cùng 600 người theo mình sang qua đến Akish, con trai Maoc, vua Gát. David và những kẻ theo người ở cùng Akish tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Nabal ở Carmel. Saul hay rằng David trốn đến Gát thì thôi đuổi theo người. David nói cùng Akish rằng: nếu tôi được ơn trước mặt vua, xin hãy nhường cho tôi một nơi nào thuộc về các thành ở ngoài đồng bằng để tôi ở đó, vì tôi tớ vua ở trong đế đô với vua mà chi. Vậy trong ngày đó Akish ban xiếc lát cho người, bởi cớ ấy xiếc lát thuộc về vua Juda cho đến ngày nay. Thì giờ David ngủ trong xứ dân Philistine là 1 năm 4 tháng. David và những kẻ theo người đi loáng đến đất dân Geshurit, dân Giệt-xít và dân Amalek, là những dân tộc từ lâu đời ở miền lân cận Shurơ cho đến xứ Ai Cập. David phá hủy xứ này, chẳng để một người nam hay nữ còn sống, cướp lấy chiên, bò, lừa, lạc đà và áo sống, đoạn trở về cùng Akish. Akish hỏi: ngày nay ngươi đi xâm đoạt nơi nào? David đáp: trong miền nam đất Juda, miền nam đất dân Geramelit và miền nam đất dân Kenit. David chẳng chừa một người nam hay nữ còn sống đặng dẫn về Gát, vì nói rằng: e chúng nó sẽ cáo chúng ta mà rằng đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngủ trong xứ dân Philistine thường hay làm như vậy. Cho nên Akish tin David mà rằng hắn làm cho hắn bị gớm ghiếc nơi Israel là dân sự hắn, nên chắc hắn sẽ làm tôi tớ ta đời đời. Chương 28. Về lối này, dân Philistine hiệp các cơ binh là một đạo đặng giao chiến cùng Israel. Akish nói cùng David rằng: ngươi phải biết rằng ngươi và những kẻ theo ngươi sẽ đi ra trận cùng ta. David đáp cùng Akish rằng: vua sẽ thấy điều tôi tớ vua làm. Akish nói cùng David rằng: thế thì ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn. Vả Samuel đã qua đời, cả Israel để tang cho người, và người ta chôn người tại Rama, thành của người. Saul đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy dân Philistine nhóm hiệp đến đóng trại nơi Shunem, còn Saul cũng hiệp hết thảy Israel và chúng đóng trại tại Gilboa. Nhưng khi Saul thấy trại quân Philistine thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chim bao, hoặc bằng Urim, hay là bởi các đấng tiên tri. Saul nói cùng các tôi tớ mình rằng: hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng: tại Endor có một người đàn bà cầu vong. Saul giả dạng mặc những áo khác, đi đem theo hai người, rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Saul nói: xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi. Người đàn bà đáp rằng: ông biết rõ điều Saul đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Saul chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề,
sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bây giờ, người đàn bà nói, tôi phải cầu ai trước mặt ông? Sauler đáp, hãy cầu Samuel. Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la tiếng lớn nói cùng Sauler rằng, cớ sao ông gạt tôi, ông là Sauler. Vua đáp cùng người rằng, chớ sợ, nhưng ngươi thấy chi? Người đáp, tôi thấy một vị thần ở dưới đất lên. Vua hỏi mặt mày ra sao? Người đáp, ấy là một ông già ở dưới lên, mặc một cái áo tơi. Sauler hiểu là Samuel, bèn cúi đầu, sấp mình xuống đất và lại. Samuel hỏi Sauler rằng, nhân sao ngươi quấy sự yên tĩnh ta mà gọi ta lên? Sauler đáp, tôi bị hoạn nạn lớn vì dân Philistine tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi hoặc bởi các đấng tiên tri hoặc bởi chim bao. Vậy tôi đã vời ông lên để ông bảo cho tôi biết điều tôi phải làm. Samuel đáp, nhân sao ngươi cầu vấn ta? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân cận ngươi là David. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho Amalek cảm biết cơn giận phần của Ngài. Vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách này. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel và ngươi vào tay dân Philistine. Ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. Đức Giê-hô-va cũng sẽ phó đạo binh Israel vào tay dân Philistine. Sauler liền té nằm dài xuống đất vì các lời của Samuel khiến người sợ hoảng. Và lại người đã kiệt sức bởi trọn ngày và đêm đó người không có ăn chi. Bấy giờ, người đàn bà đó đến gần Sauler, thấy người bối rối bèn nói rằng, này, con đòi vua đã vâng theo tiếng vua. Tôi đã liều mạng mình đặng vâng theo các lời vua dạy. Vậy bây giờ, vua cũng hãy nghe lời của con đòi vua. Tôi xin đặt trước mặt vua một miếng bánh để vua ăn bổ sức đặng lên đường. Sauler từ chối mà rằng, ta không ăn. Nhưng các đầy tớ người và người đàn bà ép nài quá, đến đổi người phải xuôi theo lời chúng. Người bèn trỗi dậy khỏi đất và ngồi trên giường. Người đàn bà ấy có một con bò con mập, bèn lật đật giết nó. Đoạn lấy bột mì nhồi và làm bánh không men để trước mặt Sauler và các đầy tớ người. Ăn xong, chúng trỗi dậy và đi nổi đêm đó. Chương 29. Dân Philistine nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại Aphek, còn dân Israel đóng trại gần suối Gitreen. Các quan trưởng dân Philistine và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn, còn David và những kẻ theo người đi hậu tập với Akish. Bây giờ, các quan trưởng dân Philistine nói rằng, những người Hebrew đó là ai? Akish đáp rằng, ấy là David, tôi tớ của Sauler, vua Israel, ở với ta đã lâu ngày chài năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. Các quan trưởng Philistine nổi giận nói với Akish rằng, hãy đuổi người này trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta. E trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng? Vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình? Há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao? Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng, Sauler giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vậy, Akish gọi David mà nói rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Ngươi vốn là một người ngay thẳng. Ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta, vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philistine. David nói với Akish rằng, tôi có làm điều gì, và từ khi tôi ở gần vua đến ngày nay,
Vua có tìm thấy điều chi nên quở trách nơi tôi tớ vua mà tôi không được đi đánh quân thù nghịch của chúa tôi là vua? Akit đáp với David rằng: Ta biết điều đó. Ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các quan trưởng Philistin có nói: Hắn sẽ không lên đánh trận cùng chúng ta. Ấy vậy, ngươi và những đầy tớ của chủ ngươi đã đến cùng ngươi. Hãy dậy sớm. Phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng hãy đi đi. Vậy David và các kẻ theo người dậy sớm để vừa sáng mai đi trở về trong xứ dân Philistin. Còn dân Philistin đi lên Gitreen. Thi Thiên 97. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tầng trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe bằng vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Chương 45. Khi các ngươi bắt thăm mà chia xứ ra làm sản nghiệp, khá lấy trước một phần của đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, phần ấy sẽ là thánh. Bề dài nó sẽ là 25.000 cần và bề ngang 10.000 cần. Giới hạn nó đến đâu đều là thánh cả. Trên phần đất ấy, các ngươi khá lấy một miếng vuông, bề dài 500, bề ngang 500 để làm nơi thánh. Chung quanh miếng đất đó sẽ có một khoảng đất trống là 50 cu đê. Xứ đã đo một lần. Vậy, các ngươi khá để riêng ra một khoảng dài 25.000 và rộng 10.000 để đặt nơi thánh, là nơi rất thánh tại đó. Ấy sẽ là phần thánh của miếng đất ấy. Nó sẽ thuộc về các thầy tế lễ, là kẻ hầu việc nơi thánh, đến gần Đức Giê-hô-va đặng làm chức vụ mình. Đó sẽ là chỗ để xây nhà cho họ và một chỗ thánh cho nơi thánh. Một phần khác bề dài 25.000, bề ngang 10.000 sẽ thuộc về các người Lê-vi. Các người này làm chức vụ trong nhà sẽ có được 20 cái phòng. Về phần đất thành phố, các ngươi khá lấy 5.000 bề ngang và 25.000 bề dài, chạy dọc theo phần đất thánh đã lấy trước. Ấy sẽ về phần cả nhà Israel. Ở nơi đất thánh đã dâng cùng đất dựng thành phố, chỗ bên tả bên hữu đối nhau sẽ thuộc về phần vua. Phía tây đến giới hạn phía tây của nước, phía đông đến giới hạn phía đông của nước, bề dài cùng giới hạn đông tây của đất thánh đồng nhau. Ấy sẽ là phần đất của vua, sản nghiệp của người trong Israel. Và các vua ta sẽ không hà hiếp dân ta nữa, nhưng các vua sẽ chia phần còn lại của miếng đất cho trong các chi phái nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi các vua Israel, thế là đủ cho các ngươi rồi. Khá bỏ sự bạo ngược và hà hiếp, làm sự đoán xét và công bình. Hãy giải cứu dân ta khỏi những sự hà lạm của các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hãy có những cái cần công bình, cái ê-pha công bình, cái bát công bình. Cái ê-pha và cái bát phải có sức chứa bằng nhau. Cái bát chứa được một phần mười của hô me,
và cái epha cũng 1/10 của Hô-me. Cái lường của nó sẽ theo Hô-me làm mực. Một siếc lơ bằng 20 gera. 20 siếc lơ cộng với 25 siếc lơ cộng với 15 siếc lơ là một min. Này là lễ vật dâng mà các ngươi phải lấy ra trước. Mỗi một Hô-me lúa mì lấy 1/6 epha. Mỗi một Hô-me mạch nha lấy 1/6 epha. Còn như dầu và những bát dầu thì mỗi cô rơ khá lấy trước 1/10. Một cô rơ bằng một Hô-me 10 bát, vì 10 bát là một Hô-me. Trong những đồng cỏ đượm nhuần của Israel, mỗi 200 con chiên thì sẽ lấy một chiên con để làm của lễ chay, của lễ thiêu, của lễ thù ân, đặng làm con sinh chuộc tội cho dân sự. Chúa Giê-hô-va phán vậy: hết thảy dân trong xứ sẽ phải lấy trước lễ vật dân ấy ra dâng cho vua trong Israel. Nhưng vua khá giữ mà sắm sửa những của lễ thiêu, của lễ chay và lễ quán khi ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng mọi ngày lễ của nhà Israel. Vua sẽ dâng của lễ chuộc tội, của lễ chay, của lễ thiêu và của lễ thù ân đặng vì nhà Israel làm sự chuộc tội. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngày mùng 1 tháng giêng, ngươi khá lấy một con bò đực tơ không tỳ vít và khá làm sạch nơi thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con chiên sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa nhà, trên bốn góc khuôn bàn thờ và trên các trụ cổng của hành lang trong. Ngày mùng 7 tháng ấy, ngươi cũng làm sự đó cho những người vì lầm lỡ hoặc ngu dại mà phạm tội. Ấy, các ngươi sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà như vậy. Ngày 14 tháng giêng, các ngươi khá giữ lễ vượt qua trong 7 ngày, phải ăn bánh không men. Ngày đó, vua sẽ vì mình và vì cả dân sự của đất mà sắm một con bò đực làm của lễ chuộc tội. Trong 7 ngày của kỳ lễ, mỗi ngày, vua sẽ sắm 7 con bò đực và 7 con chiên đực không tỳ vít làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va thẳng 7 ngày, và mỗi ngày một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Vua cũng thêm vào đó cứ mỗi con bò đực một epha, mỗi con chiên đực một epha, mỗi epha một hin dầu đặng làm của lễ chay. Ngày rằm tháng 7 về kỳ lễ, thẳng trong 7 ngày, vua cũng sẽ sắm những của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ chay và dầu y như trước. Chương 46. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: cổng của hành lang trong ngó về phía đông sẽ đóng luôn trong 6 ngày làm việc, nhưng ngày Sa-bát thì sẽ mở và ngày trăng mới cũng sẽ mở. Vua sẽ đến nơi đó do cổng nhà ngoài và đứng gần trụ cổng, trong khi các thầy tế lễ sắm của lễ thiêu và của lễ thù ân. Vua sẽ lại trên ngạch hiên cửa rồi bước ra, và cửa sẽ không đóng lại trước khi chiều tối. Những ngày Sa-bát và ngày trăng mới, dân sự của đất sẽ thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va nơi lối vào hiên cửa ấy. Của lễ thiêu mà vua sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va nơi ngày Sa-bát là 6 con chiên con không tỳ vít và 1 con chiên đực không tỳ vít. Của lễ chay sẽ là 1 epha theo con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua muốn dâng chi tùy sức, và mỗi epha đều 1 hin dầu. Ngày trăng mới, vua sẽ sắm một con bò đực tơ không tỳ vít, 6 con chiên con và 1 con chiên đực cũng phải cho không tỳ vít. Về của lễ chay, vua sẽ sắm 1 epha theo con bò đực, 1 epha theo con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua dâng chi tùy sức, và mỗi epha đều 1 hin dầu. Khi vua vào thì do đường thuộc về nhà ngoài của cổng mà qua, và cũng sẽ ra theo đường ấy. Khi dân sự của đất vào đặng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va nơi kỳ lễ, thì hễ kẻ nào vào bởi đường cổng phía bắc mà thờ lại, sẽ ra bởi đường cổng phía nam. Còn kẻ nào vào bởi đường cổng phía nam, sẽ ra bởi đường cổng phía bắc. Không được trở ra bởi đường cổng mà mình đã vào, nhưng phải ra thẳng trước mặt mình. Vua
sẽ vào cùng với dân sự một lúc, và khi ai nấy ra thì chính vua cũng ra. Trong các kỳ lễ và các ngày lễ trọng thể, của lễ chay sẽ là một epha theo con bò đực, một epha theo con chiên đực. Và về các chiên con thì vua muốn dâng chi tùy sức, mỗi một epha đều một hin dầu. Khi vua sắm cho Đức Giê-hô-va một của lễ lạc hiến, của lễ thiêu hoặc của lễ thù ân, thì sẽ mở cổng hướng đông cho người, và người khá sắm của lễ thiêu mình và những của lễ thù ân mình như người sắm các của lễ ấy trong ngày Sa-bát. Đoạn người trở lui, và khi đã ra rồi, khá đóng cổng lại. Mỗi ngày, người khá sắm cho Đức Giê-hô-va một con chiên con giáp năm không tỳ vít vào mỗi buổi mai. Mỗi buổi mai, người khá sắm theo chiên con một phần sáu epha với một phần ba hin dầu để hòa bột làm của lễ chay. Của lễ chay dâng cho Đức Giê-hô-va hằng ngày theo lệ luật đời đời. Hết thảy những buổi mai, người ta sẽ sắm chiên con của lễ chay và dầu làm của lễ thiêu mãi mãi. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: khi vua lấy vật chi mà ban cho một trong các con trai mình, thì vật ấy sẽ thuộc về các con trai người làm gia tài. Ấy là thuộc về chúng nó bởi quyền ăn gia tài. Nhưng nếu vua lấy vật chi của sản nghiệp mình mà ban cho một trong các đầy tớ mình, thì vật ấy sẽ thuộc về kẻ đầy tớ cho đến năm phóng mọi, rồi thì vật ấy trở về vua. Cơ nghiệp của vua thì phải thuộc về các con trai người. Vua chớ lấy chi hết về gia tài của dân mà đuổi chúng nó khỏi cơ nghiệp chúng nó. Vua sẽ lấy của riêng mình mà ban cho các con trai mình làm cơ nghiệp, hầu cho dân ta ai nấy không bị tan lạc khỏi cơ nghiệp mình. Rồi đó, người dẫn ta do lối vào kề bên cổng mà dắt ta vào các phòng thánh của các thầy tế lễ hướng về phía bắc. Và này, có một chỗ ở trong nơi sâu về phía tây. Người bảo ta rằng, đó là nơi các thầy tế lễ nấu những của lễ chuộc tội và chuộc sự mắc lỗi, và hấp những của lễ chay, hầu cho không đem ra nơi hành lang ngoài để cho dân nên thánh. Đoạn người đem ta ra nơi hành lang ngoài, và đem ta qua gần bốn góc hành lang. Này, mỗi góc hành lang có một cái sân. Nơi bốn góc hành lang có những sân bao lấy, dài 40 cu đê và rộng 30 cu đê. Hết thảy bốn sân đều dài rộng bằng nhau trong cả bốn góc. Có một cái tường bao lấy bốn cái sân ấy, và chung quanh dưới chân tường có những chỗ để nấu. Người bảo ta rằng, đây là những nhà bếp, là nơi những kẻ làm việc trong nhà nấu thịt tế của dân sự. Chương 47. Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà. Và này, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông. Và này, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo 1000 nữa, bây giờ là một con sông, ta không lội qua được, vì nước đã lên phải đập bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua. Bây giờ người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều.
Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy. Từ En-Gedi cho đến En-Elaim sẽ là một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia, sẽ sinh đủ thứ cây có trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng, nó sẽ sinh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này là giới hạn của cõi đất mà các ngươi sẽ chia cho 12 chi phái Israel làm sản nghiệp. Joseph sẽ có hai phần. Các ngươi sẽ được nó mà chia nhau làm sản nghiệp. Vì ta đã thề sẽ ban xứ này cho tổ phụ các ngươi, thì các ngươi sẽ được đất ấy làm kỹ phần. Này là giới hạn của đất. Về phía bắc, từ biển lớn, theo con đường Hết-lôn cho đến đường sang Sê-đáp, Ha-mát, Bê-rốt và Sip-ra-im, giữa bờ cõi Đa-mách và bờ cõi Ha-mát, Hát-xe, Hát-thi-côn trên bờ cõi Ha-vơ-ran. Ấy vậy, bờ cõi chạy dài từ biển đến Hát-sa-e-nôn, trên bờ cõi Đa-mách về phía bắc lấy Ha-mát làm giới hạn, ấy sẽ là phía bắc. Phía đông chạy dài giữa Ha-vơ-ran, Đa-mách, Ga-la-át và đất Israel dọc theo sông Giô-đanh. Các ngươi khá đo phần đất từ bờ cõi phía bắc cho đến biển phía đông, ấy sẽ là phía đông. Phía nam chạy từ Tha-ma cho đến sông Meriba tại Ca-đe đến khe Ê-díp-tô cho đến biển lớn, ấy là phía nam. Phía tây sẽ là biển lớn từ bờ cõi phía nam cho đến lối vào Ha-mát, ấy là phía tây. Các ngươi khá chia đất này cho nhau theo chi phái Israel. Các ngươi khá bắt thăm mà chia cho các ngươi và cho những người ngoại trú ngụ giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi chúng nó như là kẻ bổn tộc giữa con cái Israel. Chúng nó sẽ được sản nghiệp với các ngươi ở giữa chi phái Israel. Người ngoại sẽ trú ngụ trong chi phái nào thì các ngươi sẽ lấy sản nghiệp ở đó mà cấp cho nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.